phản ứng trước việc cắt chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga tên từ mặt từ khóa. Theo nhà phân tích của trung tâm Carnegie, ông Dmitry Trenin, thì việc Tổng thống Putin cắt chức Bộ trưởng Quốc phòng Serdukov không phải là một quyết định chính trị, mà là do tham nhũng và do nhiều người trong Điện Cẩm Linh đã không hài lòng với ông Serdukov. Tổng thống Putin cũng không hài lòng với các công tác cải cách quân đội của ông này. Ông Trenin cũng nói rằng ông ta biết ông Serdukov cũng muốn nghỉ việc, đã nhiều lần đề cập đến việc từ chức. Trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Serdukov đã làm thân được với một vài người, nhưng cũng đã tạo nhiều kẻ thù. Lĩnh vực quốc phòng không phải là lĩnh vực của ông Serdukov. Tuy ông này đã làm được nhiều việc, nhưng động lực cải cách là ông Putin đứng đằng sau. Ông Serdukov là một chuyên viên thuế vụ, đã được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng trong năm 2007 để thực hiện chương trình cải cách quân đội Nga. Người dân tại Mặt Tư Khoa đã có những phản ứng mâu thuẫn trước việc cắt chức ông Serdukov. Ông Mikhail nói rằng cắt chức là điều tốt vì không có sự thay đổi nào trong quân đội. Các quân nhân tiếp tục sống nghèo nàn, tăng lương vẫn là điều còn nằm trên giấy tờ. Ông Vladimir thì nói rằng cắt chức ông Serdukov cũng không tạo sự thay đổi nào. Ông Serdukov kiểm soát ngân sách quân đội đã làm cho nhiều người mong muốn chức vụ này ghen ghét. Trong đó có Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, đặc trách ngành kỹ nghệ quốc phòng. Công tác cải cách trong đó có tái tổ chức quân đội, cắt chức các sĩ quan tham nhũng cũng làm cho ông Serdukov trở thành cái gai trong mắt của giới sĩ quan quân đội Nga.